Xin chào các bạn, tôi tên là Nguyễn Thị Nghĩa, chuyên viên tư vấn nghiệp vụ ERP tại EVN ICT. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn bài 2 Cách tìm kiếm và tạo mới đối tượng phải trả. Cách tìm kiếm và tạo mới đối tượng phải trả trên hệ thống gồm có 2 phần. 1 là tìm kiếm đối tượng phải trả, 2 là tạo mới đối tượng phải trả. Để tìm kiếm một đối tượng phải trả trên hệ thống, các bạn đăng nhập vào hệ thống và tích vào chức năng Supplier. Nhấn Entry. Lập tức màn hình Supplier hiện ra. Lưu ý, nhà cung cấp là danh mục dùng chung trên toàn hệ thống. Do đó muốn tạo mới một nhà cung cấp, trước tiên các bạn buộc phải tìm kiếm nhà cung cấp đó đã có mặt trên hệ thống hay chưa. Để tìm kiếm một nhà cung cấp, các bạn sẽ tìm kiếm như sau. Tại cửa sổ Supplier, điền thông tin cần thiết để truy vấn nhà cung cấp. Tại trường Supplier Name, gõ % tên nhà cung cấp %, nhấn nút Go. Ở trường Tax Registration Number là mã số thuế của nhà cung cấp. Các bạn có thể gõ mã số thuế của nhà cung cấp vào. Chú ý là tìm kiếm nhà cung cấp cần tạo theo cả hai tiêu chí. Sau khi tìm kiếm tên thì sẽ tìm kiếm mã số thuế, hoặc sau khi tìm kiếm mã số thuế sẽ là tìm kiếm tên. Tại màn hình Supplier, các bạn tìm kiếm tên nhà cung cấp như sau. Giả dụ tôi muốn tìm kiếm nhà cung cấp Nhị Hà, tôi sẽ gõ %, Nhị Hà, %. Sau đấy, các bạn nhấn Go. Các bạn nhìn thấy là công ty Nhị Hà này đã có mặt tại truyền tải điện 1, có mặt trên hệ thống rồi đúng không ạ? Hoặc sau khi tìm kiếm theo tên, các bạn có thể tìm kiếm theo mã số thuế. Các bạn tại trường Tax Registration Number, các bạn có mã số thuế vào. Giả dụ tôi có một mã số thuế như thế này, tôi nhấn nút Go. Các bạn nhìn thấy tên nhà cung cấp hiện ra là công ty Nhị Hà đúng không ạ? Và Operating Unit nó có mặt tại công ty truyền tải điện 1 rồi, chứng tỏ là nhà cung cấp này đã có trên hệ thống và đã có mặt tại truyền tải điện 1 để mình thực hiện giao dịch ghi nhận phải trả rồi. Giả dụ tôi muốn tìm kiếm một nhà cung cấp khác là nhà cung cấp có tên là công ty trách nhiệm hữu hạn Long Định, tôi sẽ gõ như thế này. Tại trường Supplier Name là trường tên nhà cung cấp, tôi gõ %, Long Định, %, nhấn nút Go. Các bạn thấy là kết quả tìm ra không có đúng không ạ? Giả dụ công ty trách nhiệm hữu hạn Long Định này nó có một mã số thuế như thế này, 1234509. Tôi nhấn nút Go xem mã số thuế này nó có trên hệ thống hay chưa, của nhà cung cấp Long Định nó có chưa. Các bạn nhìn thấy là kết quả nó cũng trả về là no reason found, nghĩa là chưa có tên nhà cung cấp Long Định, chưa có một nhà cung cấp nào có mã số thuế như thế này trên hệ thống. Lúc đó các bạn mới thực hiện tạo mới một nhà cung cấp trên hệ thống. Để tạo mới một nhà cung cấp trên hệ thống, các bạn nhấn vào Create Supplier, một nhà cung cấp trên hệ thống. Sau đây tôi gọi là đối tượng phải trả, gồm có hai loại. Loại 1, đối tượng phải trả là một supplier, không phải là cán bộ công nhân viên, thì khi đó các bạn sẽ chọn tay là Standard Supplier. Nếu đối tượng phải trả là một cán bộ công nhân viên, khi đấy các bạn sẽ chọn tay thứ hai trên hệ thống là tay dành cho cán bộ công nhân viên. Nó có tên là Supplier Due to Process Expense Payment to Internal Employees. Tôi sẽ lần lượt giới thiệu hai loại này tạo mới như thế nào trên hệ thống.
Như vậy là tôi vừa hướng dẫn các bạn việc tạo mới một nhà cung cấp trên hệ thống với đối tượng là công ty, ngân hàng hoặc cục thuế hoặc là đơn vị nội bộ được xem là một supplier. Như các bạn đã biết, nhà cung cấp là danh mục dùng chung trên toàn hệ thống. Vì thế, nếu đã có tên nhà cung cấp ở trên hệ thống nhưng các bạn kiểm tra nhà cung cấp đấy chưa có tại đơn vị mình, trong trường hợp đấy, các bạn sẽ kéo tên nhà cung cấp đấy về để sử dụng chứ không tạo mới thêm nữa. Cách kéo một nhà cung cấp đã có trên hệ thống về sử dụng tại đơn vị mình, các bạn thực hiện như sau. Đầu tiên, các bạn phải tìm kiếm nhà cung cấp đấy trên hệ thống. Giả dụ tôi muốn tìm kiếm một công ty là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất dịch vụ Lam Linh. Tôi sẽ tìm kiếm như sau. Tại trường supplier name, tên nhà cung cấp, tôi gõ phần trăm Lam Linh, phần trăm, nhấn Go. Sau khi gõ ký tự phần trăm tìm kiếm, chúng ta thấy là có công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lam Linh hiện ra rồi. Và các bạn nhìn thấy Operating Unit là một trường trắng, không có đơn vị sử dụng là công ty truyền tải điện 1 mà mình đang đứng, chứng tỏ công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lam Linh đã có trên hệ thống nhưng chưa được kéo về tại công ty mình. Ở đây đang ví dụ là công ty truyền tải điện 1. Lúc đó các bạn thực hiện kéo về như sau. Tại ô Redbook là phần địa chỉ, các bạn click vào. Các bạn nhìn thấy hết thông tin địa chỉ ở đây rồi. Và các bạn click tiếp vào Manage Site. Tại Manage Site, các bạn nhấn nút Grid tạo. Ở đây site name đã được khai cho công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lam Linh là thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn có thể chọn luôn site này làm chi nhánh, tích vào Select, Apply. Như thế là chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt tại công ty truyền tải điện 1. Sau khi khai báo xong địa chỉ, các bạn nhấn tiếp vào Accounting để thay đổi tài khoản cho nhà cung cấp này. Việc thay đổi tài khoản cho nhà cung cấp được thực hiện tương tự như phần tôi đã hướng dẫn các bạn trong phần tạo mới một nhà cung cấp trên hệ thống. Các bạn sau khi thay đổi tài khoản thì lưu ý xếp lại thông tin vừa thay đổi. Như vậy là mình đã kéo thành công công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Lam Linh về sử dụng tại đơn vị mình. Tôi vừa hướng dẫn các bạn cách thực hiện kéo một nhà cung cấp đã có trên hệ thống về sử dụng tại đơn vị mình. Trường hợp 2 là tạo mới một cán bộ công nhân viên. Các bạn thực hiện như sau. Tại Supplier Type, các bạn chọn Type thứ 2, Supplier Due to Process. Màn hình tạo cán bộ công nhân viên hiện ra. Tại trường Employee Name là tên cán bộ công nhân viên. Các bạn tích vào nút tìm kiếm để chọn tên cán bộ công nhân viên. Lưu ý, những cán bộ công nhân viên này đã được tạo tại phân hệ HRMS và chúng ta chỉ việc kéo về để sử dụng. Ví dụ, tôi muốn tạo một đối tượng là cán bộ công nhân viên Hà Thị Ngân tại truyền tải điện 1 thì tôi sẽ gõ phần trăm Ngân, phần trăm, nhấn Go. Các bạn nhìn thấy Hà Thị Ngân hiện ra npt.tt1 ở đầu. Các bạn nhấn nút Quick Select. Mã số nhân viên hiện ra là 194. Tại Operating Unit, đơn vị hoạt động, các bạn tích vào nút tìm kiếm bên cạnh và gõ phần trăm vào ô tìm kiếm, nhấn Go. Các bạn nhìn thấy luôn công ty truyền tải điện 1, đơn vị mình đang đứng, nhấn Quick Select. Grid Payment Size, tức là tạo size cho cán bộ công nhân viên này, nó tương tự như việc tạo chi nhánh cho một nhà cung cấp lúc nãy mình đã thực hiện. Các bạn luôn luôn chọn Office, nhấn Apply sau khi thực hiện xong. Màn hình supplier hiện ra đã có Hà Thị Ngân ở trên hệ thống. Supplier number là 13837. Các bạn nhìn thấy operating unit là công ty truyền tải điện 1. Site name office, Hà Thị Ngân đã có mặt tại công ty truyền tải điện 1 và site name của nó là office. Việc tiếp theo các bạn cần làm là thay đổi tài khoản của cán bộ công nhân viên Hà Thị Ngân. Các bạn tích vào accounting. Tại tab Liability,
Các bạn luôn luôn chọn Liberty Account là tài khoản 1419 bằng cách tìm vào nút tìm kiếm và tìm kiếm tài khoản đầu 141. Các bạn sẽ gõ 141%, nhấn Go. Các bạn nhìn thấy luôn tài khoản công nợ ở đây là 1419, nhấn Quick Select để thay đổi tài khoản. Giả dụ loại hình của các bạn là loại hình khác thì các bạn thay đổi tài khoản loại hình ở đây luôn. Nhấn tiếp vào Grid Select để tài khoản 1419 nằm tại tab Liability Account. Đối với tab Prepayment, các bạn thực hiện tương tự. Tuy nhiên, các bạn thay đổi tài khoản ở đây là tài khoản 1411. Các bạn có thể thay đổi thẳng trực tiếp như thế này. 1411 thêm một số 0 vào. Nếu có thay đổi loại hình, các bạn tích tiếp vào nút tìm kiếm để thay đổi loại hình. Còn nếu không thì các bạn có thể bỏ qua. Sau khi thay đổi xong tài khoản công nợ và tài khoản tạm ứng ở hai tab Liability và Prepayment, các bạn thực hiện xếp lại thông tin vừa thay đổi. Khi có một cái xác nhận confirmation như thế này, chứng tỏ là tài khoản của các bạn đã được lưu đối với cán bộ công nhân viên này. Tôi vừa hướng dẫn xong việc tạo mới một cán bộ công nhân viên trên hệ thống. Trên đây, tôi vừa hướng dẫn với các bạn nội dung tìm kiếm và tạo mới đối tượng phải trả trên hệ thống. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.